Bạn mới hôm nay sẽ có một cái tour gọi là đi ra thác đó, tour đi ra thác thì cái thác này mình sẽ băng bằng cano này đi qua bên đó, và sau đó rồi mình sẽ đi cái xe hơi chạy lên tới một cái chân núi, và nơi mà xe hơi không lên được nữa thì bắt đầu mình sẽ đi bộ tầm khoảng chừng 30 phút để đến một cái ngọn thác, và mình sẽ ăn picnic ở ngay tại thác đó luôn. Nhưng mà trước khi đi phải coi lại một vòng nữa. Đây là buổi sáng lúc 10 giờ sáng, mặt hồ phẳng, yên tĩnh, ngoại trừ cái ông nội làm cỏ kia, ông ồn quá trời luôn. Nhưng mà ngoài ra thì cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ đã. Rồi, bây giờ chúng ta theo chân Toàn Son để đi qua bên này nha. Đây là đồ ăn trưa của tụi mình nè. Rồi. À quên nữa, các bạn thích video này thì nhớ like và follow ở trên cái Lương Mùng Quang. À, để các bạn thêm những cái du lịch mới của Quang trên đó nha. Nhớ bấm subscribe và bấm cái nút chuông ở dưới nha. Sau khi cano chở mình từ Lux qua tới bên này bờ thì xe của Lux đã được đậu sẵn ở trên này. Đó. Thì chuyến xe này sẽ đón mình chở mình vào cái chân núi. Yeah.
3 của Liên Quân Sắt, tức là Liên Quân Sắt nó sẽ có rất là nhiều tầng. Thì mình bỏ 2 tầng, tầng này là tầng đẹp nhất. Thì cái thác Liên Quân Sắt của mình á, mọi người hay gọi đơn giản là thác Điềm Điềm. Chỗ này là đẹp nhất, tí nữa quan sẽ xuống đây quan tâm. Rồi, nếu mà các bạn không thấy cái đoạn clip này được đăng lên, nghĩa là quan không biết bơi. Còn nếu thấy đăng lên thì các bạn nhớ bấm like và share video này và nhấn nút chuông theo dõi kênh YouTube nha. Đây, thác Điềm Điềm ở Buôn Mê Thuột. Bữa trưa đã được chuẩn bị. Hôm nay mình có gì nè? Salad, trứng, thịt heo, sả và cơm cuộn, ốc tre, bánh mì. Và đặc biệt cái này nè, cũng chỉ có cái này là đậu phộng muối. Đậu phộng miếng nha. Đây, đậu phộng muối. Một cơm lá tre này. Trước khi ăn á, rồi mình dòi vậy nè, phải ra là nóng. Cơm quá hả? Còn bên sau là suối. Mang sơ cực kỳ. Và đặc biệt có một món cuối cùng Mang sẽ giới thiệu cho các bạn nhé.